đây pì thưa lúc chạy đây pì à thưa pì pluk và pluk tùm rây dương nữa ai support đúng support pì phạm và chán cái pì tu sâu ra cán là tu là dạng sâu ra cán nó cứ pì và chán cái và tùm mong bật bán mùi mùi lùm bán sao mấy nông hai tha tha đã xa nhưng bà bây nấy nhớ nhỏ cháu lên và thưa pì krah mùi và chẳng dương mai dương cho chất hộp mà lũ mà tha chắc mấy giờ mày nó hộp mà lũ hộp lá ba cái hộp thứ mấy ao mọt cái làng hồ mọi thứ mình như làng khmay ba cứ mình này tha kia đứng chặt 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 gần đất đây hay cái chế hộp lá nâng tăng bị tuýt màu hay lá nó chui chớ nè bọn con tới ấp đằng à hộp lá thứ mình nghe bốc cái nè ba à kịp chọn nó chui cái pe ha ba cái pe dương có mọi chư nông nông khơi nhà chặt chặt còn liếm cả bao anh thạch tẩy hãy đạ lại nhờ sla này chúng cá đạ sla chảy chúng cá đạ sla kìm và để hào hào những do bản nạ mới chặt đạ mò hơi rùm cho bồi cái nước tấp pia tử và chạy cho máu và khơi bò hòm và hãy khơi mẹ tê mà nhầm nốn rồi mày muốn mẹ tê tê chó non nhiều tới giờ miền đường mới cua ở Arsenal đại cái nhóm nước lọp chụp đại và miền nhiều nó rút một kẻ kẻ mẹ tê thông tha lươn lăng lục lục mẹ cái tê gái nó tầm mưa lục dây mà nẹ nó còn cái uột chiếm mà còn bùng được uột chiếm tám mốt tay còn đặt ấy sao hả lời mà chui mơ mà chui quật thằng bài gặp bè thằng bài ấy ơi tám mưa nữa bà hai chưa miền bằng nhà ha sọc phía bói tám mưa khuyên còn cái uột chiếm mà là hốt bà nhiều hốt chu cho mà phải hạp ao dô dây nên thật bẹp bà đập mẹ cái tê gái nó tầm mưa dây nó ngọt gặp bùng được hốp xà bà gặp bùng hốp xà chạy bán bây giờ đẹp bộ nhiều tiền cho nó đã ổn tê nè nâng và bây nấy thơm ai chạc chạc cái chọc năm thì hộp xa la mà lưu à nâng nhau xa la mà lưu tê tập bia nâng đầm bây ấy thì ổn nhiều mình bán kia lên phây lên bụi nâng cái tẹt trung hụt nha thảo chẳng ta nó sọc thơm ai dưỡng sọc này ấy nó cái thương chẳng à ô bộ nhầm phây trong ngóp nó thả dây nâng xa lạp bói ta mơ ốt chiêm mà là hốt cưng gọt chạy mà sao ta chiêm à miền đăng là tặng mà lù xa nó chẹt máu bị bò như thế này và mẹ cái tay gái nó còn bị vô là thật còn sau chứ sau nó ngày à hai mũi tiết phải chạy gặp để chụp vô là bò nó để chụp chỗ quá lắm phải chạy còng chân nó hay bà bị chun là lấy nhà pick khó cái đại chi đi chụp tụt khang put sát na nó và sắc chạm niệm sẽ nặng nữa chứ một sắc chạm niệm sẽ nặng và bà riêng rõ bì giữa thà nập hiệp cực tặng ổ nơi bật tế nó có phân nông nâng đập bây dịp bò miền đò và trái khổng chân hay cái miền nẹ cọt ra cái nơi khổng nông nó có nông ạ nó có chân nâng ạ bàn cọt ra bì bật tế nhưng bàn đăng bì kê mô vinh nông ạ thà bật tế nâng kê cực bồ chía priyama sasana và priyai sâu ai bận niệm bảy mẹ hê swara mà cầu bận niệm ông năng ấy sắc chạm niệm sinh năng gì nè bồ dài mà tu thoại từ phải trái khổng chân năm pi bát thế dương năng tha bồ tát sanh năng cơ rích chấm rán khăng nát đai trong thời máy nông bần tha chi bảy mẹ sanh năng thì bồ tát sanh năng cơ rích chấm rán đai hay nơi đây bị khổ sắc chạm niệm nâng từ lọc từ vĩnh và trái cồng chấn các bạn nhà kêu bằng na ca mua chấm nuôn mà thoái đo và trái nó có phun nông dương vinh đó nè mà nhà mà oi vinh hay được không kêu sạc răng trăm rồi bảy mà và bạn cái đơn giản vừa mắn mà mình chun tụt mà nẹt tiệt mà ta căn sầm nặng và trái cồng chấn đúng không hay pì đúng không bạn nom kêu bằng na ca sắp tài chia phần tập hồ bất tế á, bất chạm bất tế dương từ thoại bất trái không chân, và cứ bất phật tử rúc thưa bị cà thọ sầm mật á, cà thọ sầm mật đã kia cho một bàn nâng đã kia vô chặt tới chia bất phật tử rúc, và nâng bất thọ chia ra nó tới tiếp thoại tới bất trái không chân, nhưng mến nóp cái thế, nhưng mến xóa khai cái thế, còn là thà nâng chia chầm nón mới tập hiệp, đại cái tay xua sọc tục đôi dương á,
tôi xuống sóc tóc nè sóc nè phun bong phun chất ngay giống như cái mỏ đây tê hó họ tình vậy tình thế bạn đấy bạn phải chơi mà lâu ở chân từ bà ôm bọc mà thon chân từ bà chị mà snap ấy chân từ bà đôi khi nia tám thuần thiền hãy vật tê là viên vật tê nâng vật tê bà cứ cái tay để chun ở nơi khi nia tôi bên mau đam bay tục chi mật tập hiệp bà cà rộp an khi nia tôi bên tâm mau nâng ở nâng bình dây tám ai cái xa chân á thì thà bà bạc cây đơn dạo vô rồi nâng ban bình chun mà bị khổ khăm ai bị ong ai từ bộ prai cầm pi thế đó cầm pi mà trai bệnh đó ba cầm pi mà trai bệnh đó cái bộ phải nơi bên tay chân đấy thấy bị khổ pi ong nó miên và niêm bao kia tâm đấy kìa cái chắc nơi cái nông là ai cái xa bao kia đúng không cầm pi sasana khi cầm pi hoàn xa bao kia nó cái cọt tốt á ba bị khổ pi ong nữa chúng mỗi chúng và niêm tha sen kia polo bà xin kia polo hay prathira khmai mà ông nâng ấy mà ông tiếp mà ông nâng xin kô polo xin kia polo hay mà ông tiếp trong bình yên thà mạnh tàu lô bà mạnh tàu lô xin kia polo nâng bị ông nâng rồi có cái hai lúc chung một hàng khéo thà xin tàu lô xin và nâng bật tám trăm trăm tàu lô xin cứ cái hai mũi tiết là mẹ mandra sẽ nặng mandra sẽ nặng hai bậc khổ đằng pi on nâng che chở anh xa à che chở anh xa bà chơi vu tí nâng còng chân nâng còng ra cho cao đi vào vùng liếng mà đi vào vùng liếng cứ sạc rạch pram rồi bồ mũi xong thì môn lúc á sau một bà chạy trong chân xong thì môn bà xong nâng à ông nâng à bị ông nâng à ao chui bọ prai cầm pi bà trai bấy đó hai lúc ban thưa ca nơi thì nó o là dạp bê bà mùi tình đọc chân nằm bà đọc bà mùi chân nằm dũ à bộ cầm pi bà trai bấy đó ai bà chạy trong chân nó không ca giả lây nó bọ trong chân mùi cái đại chung nơi bà thê chân cái đại chung nơi bà phu non khoang bà phụ non khoảng cứ cà ria lại để thưa ao bị khổ ong nâng à lục sắc xa hay lục thưa cà chứ phải trái con chân ao ao đầm lại kháng à đó bị khổ ong nâng hay từ xe chở chuột nơi nâng à bảo đảm sao bảo chân mà ai prai thạc cà ria lại protein nó câu phun ba chẳng miên hoặc tang tắc tang cho bà loa cái miền to sắp ngay này vật tế chân như bộ bên ông mà quên hãy chết nà bà hoa này bà thê ra từng tí ong này bà cho bà niêm là hốt nông gồm bì bà trái bấy đỏ chân là hốt đỏ sắp ngay bà tí ong này mạnh tô lô hay nâng xên kia bô lô nâng ai bà tam ai cái xa khá tiết nâng xe la chả đắc bì cái lãnh chứ có bàn dây đây xe đây bì xa máy nó có phân hùng nơi cư sạc rạc sạc tổ bọt tí prám á và trong cư sạc rạc và cư nơi sạc tổ bọt tí prám cư nơi dây tí prám át cái đơn giả vô rồi nâng đại sẽ lá cho đất nơi bà sát prám là về sạc tật khám ai khát bệnh nó xoay và lần đi chỉ cầm chưa khảo mà và có miền bà sát cho ra nơi nông nơi bà sát prám là về sạc tật khám ai bà nó xây và hay mối tiếp nữa là ta là bóng đáy khai tạc cái quá sao nhà ta là bóng đáy và khai tạc cái và ba cái đơn giản bỏ ra mắn cứ sau khi một cột nông cưng sạc rãi pram rồi đọc buồn pram rồi đọc buồn sao ta bỏ tìm vào mùi bạn và tọa bên ông máu bạn bạc bạc ở rốt rạc vô ra mắn nè đại ai cái xa mua dùm nốn cứ phía trở nhà sắc xa trên nơi ta chung ngon hay nơi ta xua ra rút ra bỏ ra mắn nâng sát xoay riêng xe máy ca nó được ọt đăng xoay riêng cho bà loa thế nâng nơi bê về liên na thế mình xây cho bà loa bà tại nhà xua mà có nhóm nâng ở lớp đó là nè xùm đồ đã xua nâng nhóm bỏ xoay riêng xe máy ca ra bỏ xoay rút ra bỏ ra mắn nâng ta bất lúc xoay riêng chứ bà to bì bà bây đà bà lúc rút ra bỏ ra mắn nâng bà to bì bà bây đà bà lúc nơi cư sạc rạch pram rồi đọc buôn
ប្រាប់រដ្ឋបាលលោកសៅរៀងហើយដល់ពេលបានសៅរៀងត្រង់បានបញ្ជូនទូតទៅទូតទៅកាន់បច្ច័យក្រុងចិនជាច្រើនដងទៀតបាទសម្រាប់ដំណឹងល្អមួយគ្នានោះបាទរាជទូតដែលត្រង់បញ្ជូននៅក្នុងគ្រឹះសករាជ 539 ក្រុងចិនទៀតបាទដូចជាសត្វរមៀសបាទនឹងផលិតផលរបស់ខ្មែរជាច្រើនហើយបានទូលថ្វាយបច្ច័យក្រុងចិនថានៅប្រទេសនគរភ្នំយើងនឹងមានសារព្រះសារីរិកធាតុគឺសក់មតស័យយ៉ាងវែងប្រវែង 3 ម៉ែត្របាទមានសក់មតស័យយ៉ាងវែងគឺព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធណាប្រវែងដល់ដល់ 3 ម៉ែត្រណាដល់ពេលស្ដេចចិនឆ្លានដឹងភ្លាមបច្ច័យក្រុងចិនក៏បានបញ្ជា ណាបញ្ជូនឡើងទូតមកអាណាចក្រនគរភ្នំហ្នឹងឲ្យមកយកគឺមានសរសេរនៅក្នុងឯកសារភិក្ខុអង្គហ្នឹងបញ្ជូនប្រសងចិនមកអង្គហ្នឹងឈ្មោះជេយុនប៉ាវជេយុនប៉ាវហ្នឹងឲ្យតាមរាជទូតខ្មែរណាតែមកដើមយកទៅហ្នឹងសរសេរនៅកធិបហ្នឹងយកទៅបាត់ទៅណាលោដល់ឡូវ ຈັ່ງឯកសារຈັນບານនិយាយສອບគ្នាນະໃຫ້ສາລາຈະລັກໃນພາສາຕະປົມຕະເລບາຕີຂែຕະແກວກໍບານនិយាយເລື່ອງບາດລົດດະລະບໍລະມັນນັ້ນໄດ້ໄດ້ກະຮູບພະສາລາຍະຣະກະທິດນັ້ນພະພຸດສາສະໜາຄືກະຮູບຄັ້ງນະບາດໄດ້ກໍຮຽນຕີໃຫ້ໄວ້ໃຫ້ມາຕາດາມຢູ່ຕັ້ງກໍຮຽນຕີໃຫ້ໄວ້ນະນັ້ນອ້າຍກິຢູ່ໂຕສະໄໝກາຫນົງຍັງມັນດັງຈະການຕໍາແຫນ່ງຕໍານອງຊີຈໍາເລືອຍຢ່າງໝິດບາດຈະ
mò đại cha chính kia bà phật nơi à gì à khné nó cứ bà phật tử nơi vật rầm lâu ông cơ bà ấy sập bảy gặp mà khai tất cả ông sát vật tiệp ram nâng nơi tập bèn về là đã bong bong nơi school ở cái tập bèn về nhá thật được kháng tập bong khai phe tập bèn ngò nóng nơi còn chưa cao để chẳng sợ ta miền sài lan chỉ đáp còn đây du khai chả thôi sài lan chỉ đáp từng ông ai bà phật tử nơi đông dương nơi yun gần đa là à, nam bà việt bà gần đa là ai nơi tuol xây còn tăng sumatra là xây còn tăng là sumatra nơi cọt chui ấy cái đây nè nơi si kèn đen ba cọt xây lai ba nơi nó câu đi xây ma nó câu bạn thom ba nơi xiêm ba chớm nơi trong sao mai cá nó sắp tới chia ra chân nạp bót nung đà bởi vì bị ra chân nạp bót sao mai cá nó ba ra chân nạp bót nung đà anh câu bởi đây được không đó bỏ bỏ đây cái chả nó xong bây bắp bút đồ rụp ấy chân tới xong bây rụp ấy chân xí sẽ ra chân nạp bót nung đà sao mai cá nó nâng ai đại dương ba này dễ thay nên được câu nung bởi thế được câu nung bắp bút sasana đi chân nạp còn là chị ạ cái sau tọa mà tiết miền bờ địa chi cầm nạp mà ông địa chi cầm nạp mà ông đã miền bờ niệm tha Rajendra Varman thứ mười Rajendra Varman thứ mười bằng phái nhớ ông Phật Sa Sơn à chào tích tì sang đặc miền sao lo phải bắt sóng rút sắc sai ông đừng tam bà ha sang tam sao cái sao đó cái sao tích tuổi Rajaka là bằng Rajendra Varman thứ mười mà lúc ở châu chất bộ phút sá sá nà để xa chóng nâng bà ấy được khăn ông bộ phút sá khám ai tập bố ngay đại bàn bộ phút phút sá sá nà khăn ông cử sá khá rạch bộ rơi bộ mùi bà nhầm chấm cho bác hả rừng nâng vô cái xua chờ nà xùm nô nâng khăn ông cả xua nâng bộ phút sá sá nà đã kìm phút lãnh khăn ông bà mát nằm nạc ca xa máy ca nạc lá ta nâng ấy nâng khăn ông ca bộ phút lãnh bộ nâng khăn ông7666ในคริสต์ศักราชอันนั้นให้บ้านយើងสงสัยថាប្រហែលដោយសាររឿងហ្នឹងហើយបានជាប្រពុតរូបខ្លះនៅកោបរិយហ្នឹងធ្លាក់ដល់ដីតិចតីអស់ហ្នឹងហើយឆ្លាក់មិនទាន់ហើយនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ស្ដេចអង្គហ្នឹងដែរបំផ្លាញប្រពុតរូបដោយខ្លះមានភាពបែកបាក់តិចតីអស់ខ្លះទៅក៏ឆ្លាក់បានពាក់កណ្ដាលតែអ្នកខ្លះក៏គេអត់ជឿថាតិចតីទាំងអស់ដែរបាទវានៅសល់ខ្លះ
ទេតើគេប្រហែលជាមានសល់ខ្លះមិនអស់ទាំងអស់ទេបាទមានអ្នកគេស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាច្រើនសម័យកាលនោះហើយនឹងសត្វជាសត្វជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទរជ្ជរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី1ហើយបាទដែលលោកបានកំទេចពុទ្ធសាសនារំលាយចោលដែលលោកគោរពបូជាទៅសាសនារបស់លោកនឹងឯងបាទ Chẳng xong xe phần năng sân mà chẳng vẽ cáo chẳng nhưng bộ xe anh to tiết nên đã xua xung đua to tiết tăng là hô xe máy trên la là hô đo xe máy ông kêu mà hô đo xe máy kêu xe máy chẳng xe máy cá là lấy nó bộ xe anh mà đo mua chút bóng phô là mọi của bà xua chẳng chẳng nâng ngờ nơi du bà nâng bộ xe anh mà đo mua bà tạm xung đua bà không group nâng công toàn bán xe lõi đây khơi nhạc xua màu tiết bà xong bỏ con bà phần năng sẵn chia sẻ và chuẩn bị liền.